quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí. Diễn viên Gia Bảo tố vợ cũ không cho gặp con. Nhật Kim Anh an ủi, có những người họ ác vậy đó anh. Diễn viên Gia Bảo, cháu nội của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc cho biết anh đã không được gặp con từ mùng 6 Tết đến nay. Sau hơn 4 năm hạnh phúc, diễn viên Gia Bảo và Thanh Hiền đã chia tay vào năm 2017. Con gái chung của cả hai là bé Gammy do mẹ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên tố vợ cũ gây khó dễ không cho gặp con. Gia Bảo viết, cuộc đời này ngộ lắm, lúc nào cũng phải kiếm thật nhiều tiền. Biết vì sao không? Nếu bạn không có tiền, bạn sẽ không được bất cứ thứ gì hết, kể cả việc gặp con hay đón con. Dịch bệnh con nghỉ học bao nhiêu ngày mà xin đón con bị luôn bị từ chối, điện thoại gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. Tòa xử mẹ nuôi con nhưng cha vẫn đón con bình thường, cũng cài chích cha chích mẹ để lo cho con mà. Năm xuôi tháng hạn vướng nợ nần nhưng vẫn lo cho con đầy đủ mà. Sao muốn gặp con mà trăm ngàn khó khăn vậy? Không được sống gần con đã thiệt thòi biết bao, mỗi ngày không được nhìn con lớn. Từ mùng 6 Tết đến giờ, con bặt vô âm tính, giờ sao đây trời? Đó là những chia sẻ của nam ca sĩ trên trang cá nhân. Bài đăng của Gia Bảo nhận được nhiều lời khuyên nhủ, đồng cảm, trong đó có diễn viên Nhật Kim Anh. Cuộc đời có những con người họ ác vậy đó anh à, không nghĩ đến cảm giác của mình đâu. Mỗi lần em úp Facebook gây áp lực thì họ mới bố thí cho gặp con. Nữ diễn viên viết. Trước những lời chia sẻ của đồng nghiệp, Gia Bảo tiếp tục cho biết, anh gọi có ai nghe đâu, nhắn tin không trả lời, nhiều ngày sau lại nói không đụng đến điện thoại nên không biết, lấy đủ lý do để bảo vệ con nên không cho đón, còn đón thì nhắn tin liên tục, bắt chụp hình gửi con sao, đang đi đâu, đang ở đâu, rồi kêu con gọi FaceTime để xem con thế nào, y như là mình một đứa ngu ngục, không biết chăm sóc con, nên phải để cho kiểm tra vậy đó. Đúng nghĩa là bố thí luôn. Thật sự vì mình nói đi suốt nên không có thời gian mới không dành con vì muốn con được yên ắng, vậy mà lại luôn bị đối xử tệ bạc. Gia Bảo và Thanh Hiền yêu nhau từ những đầu năm hoạt động nghệ thuật tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Cả hai kết hôn năm 2014 nhưng rồi đổ vỡ vì những mâu thuẫn chẳng hề hòa giải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.